xin chào tất cả các bác, tiếp tục quay trở lại với Ngọc Lĩnh JBL Nam Định. Và trước mặt các bác đây đó là hai bộ mic Sennheiser EV100G3, hàng vừa cập nhật về cùng với lô sub 718 bảy loa 715. Công hàng này thì em Lĩnh đấu giá được ở bên Nhật các bác ạ. Thì hai bộ mic Sennheiser này thì đó là hàng trưng bày các bác nhá, hàng trưng bày còn đầy đủ tất cả sốt sách này, mọi thứ này rất là đẹp, nói chung là như mới luôn các bác nhá. Hàng trưng bày thì các bác biết rồi, người ta để trưng bày ở những cái showroom đó, xuất sắc luôn. Kỳ là nét các bác nhá. Anten này, đó, nguồn này, sách vở này các bác này, đó, mọi thứ này. Và bộ Sennheiser G3 này thì chạy cổ 845 các bác nhá, đầu 845, gần như là không một lỗi nhỏ các bác, không tì vết luôn. Bộ thứ hai đây ạ, cực kỳ là xuất sắc các bác nhá. E845 các bác biết rồi, những cái dòng mic Sennheiser hay là Shure thì chất âm là thuộc hàng đầu thế giới rồi đó. Và hơn nữa mà chúng ta mua và lựa chọn được những cái bộ mic mà hàng còn đẹp như thế này thì các bác có ý định mua thì đừng bỏ qua những cái sản phẩm như này các bác nhá, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đến bản thân bọn em buôn hàng mà kiếm được cái những cái bộ mic mà còn đẹp mà còn nguyên hộp xốp sách như này thì rất là khó các bác nhá. Nhưng giá thì cũng rất là hợp lý, cũng không cao hơn những cái bộ kia là mấy đâu các bác ạ. Và em Lĩnh cũng còn một bộ ULX, xin lỗi các bác, QLX-D4 nhá các bác nhá, Shure QLX-D4 cực kỳ là đẹp, cũng rất xuất sắc đó, rất xuất sắc, tay gần như là không một hạt mũi đốt luôn các bác nhá, rất đẹp này, chạy cổ Beta 58 các bác nhá, đó, xuất sắc luôn. Ok các bác nhá, và sau đây em Lĩnh sẽ kết nối và test một đoạn chất âm của Sennheiser EV100G3 và đầu 845 các bác nhá. Mời các bác chờ đợi em kết nối trong giây lát các bác nhá. Còn đêm nay ta với mình đi vào tình yêu, để nhung nhớ đến trăm muôn chiều, mai một ngày cuộc đời quanh tiễn đưa em đến ngàn ngày xưa, trong sách sử đến ngàn ngày sau,
khi tổ quốc kêu lên tiếng sầu, đâu thiếu gì cánh biệt ly nhau. Ra đi mang bóng hình của người con gái, trong bóng hình núi dòng sông dài, hai bên yêu gắn mối hình hài. Ngày về muôn lòng nở hoa, ngày về thánh bình hoan ca, non nước một nhà tươi thắm mặn mà như tình đôi ta. Mô sắn đầy nhà em bé cụ già vui bài tình ca, tưng bừng thiết tha. Bàn tay âu yếm một bàn tay, làm sao nói hết giây phút này, thương tiếng thầm mong đẹp rời tay. Cùng xanh bước khi phố phường lên ngập ánh đèn, đêm đối trao luyến thương sau cùng. À, và các bác đang được thưởng thức cái chất âm của Sennheiser EMF 103, cái chất âm cực kỳ là mộc mạc các bác nhé, và hát là nghiện các bác nhá. Ok các bác nhá, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác luôn theo dõi và đồng hành cùng Ngọc Lĩnh CBL. Mọi chi tiết mua sắm các bác vui lòng liên hệ cho em qua số hotline là 0975 964 123. Đó. Một lần nữa xin chào và
hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo các bác nhá.